Good morning. Uh, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một uh, chủ nhật uh, thật là tuyệt vời bên những người thân của mình và hôm nay là một cái chủ đề đặc biệt mà chủ đề ninh sẽ tự nguyện luôn luôn dành cái ngày chủ nhật này gọi là cái ngày để dành cho tất cả mọi người về cái chủ đề huấn luyện về con cái về gia đình về đạo hiếu làm con về các cái cách dạy con như thế nào ninh chia sẻ được khi học được từ cách dạy dỗ con của người do thái từ người nhật và đặc biệt là những cái sự truyền thống của ông cha mình là cái cách dạy con của người việt Thế thì có rất là nhiều thứ cần phải dạy cho con. Hiện nay thì uh, trẻ con uh, nó cũng uh, được tiếp cận với rất là nhiều những cái thông tin. Nhưng mà cái thông tin nào đúng, thông tin nào sai. Và bố mẹ cũng rất bối rối không biết về dạy con như thế nào. Uh, dạy con những cái gì quan trọng. Thì uh, ngoài những cái nội dung mà Ninh đào tạo về doanh nghiệp, nội dung đào tạo về các cái chủ đề phát triển cá nhân thì Ninh có một cái câu lạc bộ của những con giám đốc nghĩa là CEO kit thì hàng tháng mình có chia sẻ miễn phí và các con cùng với cha mẹ để cùng nhau học tập để phát triển thì đây là một cái nội dung mà vì là tại mùa dịch cho nên cũng muốn cái này dành tặng cho tất cả con của các giám đốc à, một cái nội dung thú vị đó là ba thứ nhất định bậc cha mẹ phải dạy con à, thì cái cái này Ninh thấy nó rất là cần thiết mà nó đang là một cái sự nhức nhối ở trong gia đình của rất là nhiều người bạn của Ninh thì Chính vì vậy mình muốn chia sẻ thì bây giờ mình sẽ lên để xem là có những ai rồi để chúng ta giao lưu nhỉ à, Xin chào à, anh Hưng <laughs> Nhìn anh. À, anh Hưng này, à, thiết bị y tế đúng không rồi. Mọi người thì gửi lời chào đi nhé, xin chào mọi người nhé à, Xin chào mọi người à, Xin chào mọi người này thì à, à, mọi người có cái chủ đề này đi nếu mà tốt nhất thì mọi người nên để cho con cái mình à, ngồi à, học cùng. Hoặc là những người chồng ấy mà người chồng và vợ này hai vợ chồng chưa có thống nhất được quan điểm để dạy dỗ con ấy thì chắc chắn là hai vợ chồng cùng ngồi và cùng học. Hoặc là đặc biệt là có cái thế hệ ông bà thì cũng nên ngồi học cùng bởi vì cái sự thống nhất về cách dạy dỗ con cái lại là một cái sự vô cùng khó vì quan điểm của mỗi một người thì lại khác nhau cách dạy dỗ mỗi người khác nhau và khi trẻ con ấy ở trong nhà ấy, mà thấy ông bà bảo một kiểu bố mẹ bảo một kiểu thì chúng tôi không biết đâu là đúng giống như chúng ta đến ngã ba người bảo rẽ phải người bảo đi thẳng người bảo rẽ trái thì chúng ta không thể biết được là đi đâu là đúng bởi vậy chúng ta cần phải có sự thống nhất một phương án để, để làm sao để, để chia sẻ chia sẻ cho con cái và mọi người vào đi gửi lời chào đi ạ hiện tại bây giờ anh đang nhìn thấy rồi À, người chào nhau đi ạ, chào nhau đi ạ cho nó rôm rả, được không? <laughs> à, thưa các bạn thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày chủ nhật thì mọi người biết đấy, ngày chủ nhật thì đối với người Công giáo thì người ta gọi là ngày gì ạ? Ngày Chúa nhật, à, ngày Chúa nhật là ngày gọi là Chúa nhật thì thì Chúa nhật là ngày của Chúa thường là 8 giờ sáng họ đến nhà thờ họ dành thời gian để để nghe các cha hoặc các linh mục để chia sẻ các cái thông tin các cái uh, kiến thức về 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 Công giáo điều đó cũng rất là thú vị ạ. nên cũng rất là thích thú những cái điều như thế uh, nhưng mà chúng ta thấy rằng là uh, uh, cái ngày Chủ nhật ấy là cái ngày mà đi làm việc chúng ta chỉ biết để nghỉ thôi nhưng rất nhiều người không có biết nghỉ <laughs> rất nhiều người vẫn cứ làm bình thường ấy thế thì người, người đi công giáo người đi đạo người ta biết dành một ngày để cho uh, dành để, để một ngày cho chúa gọi là ngày chúa nhật thế thì ninh ý, quan niệm là cái ngày chủ nhật tiếng anh gọi là sunday sunday thì ninh cứ quan niệm đó là ngày family day thì chả biết dịch cho tiếng việt mà nó hơi hán một tí thì chắc gọi là gì à? gia nhật Đấy gọi là chúa nhật này, ngày chủ nhật này uh, rồi là đến gia nhật nghĩa là cái ngày của gia đình family day cái ngày của gia đình ý, thì đúng ra ngày chủ nhật ấy, là cái ngày mà chúng ta dành riêng để sự quan tâm cho bố mẹ ông bà con cái vợ chồng quan tâm nhau à, đấy là cái ngày mà sau khi cày 6 ngày từ thứ hai đến thứ bảy rồi thì cái ngày chủ nhật là chúng ta sẽ dừng cái việc đi cày <laughs> để dành thời gian cho nhau à, ví dụ như vậy ví dụ như là từ thứ hai đến thứ sáu ở nhà nên thì vợ thường là nấu nướng phục vụ tất cả nhưng mà ngày chủ nhật thì thường nên sẽ là người đi chợ và nấu nướng những món kể cả là vùng về hay như thế nào thì ngày chủ nhật có thế nào ăn thế À, và thường nếu như không có dịch như này thì mình cũng dành ngày chủ nhật để đi chơi cùng với lại uh, vợ con mình hoặc có thể cùng với bố mẹ để để cảm nhận được cái ngày chủ nhật lưu vào trong cái ký ức của con cái của gia đình là một cái ngày family day nếu như mà uh, chúng ta cứ dành cái ngày chủ nhật để dành cho gia đình như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái cứ, ký ức rất là đẹp đúng không ký ức rất là đẹp thì ninh uh, cũng phát động mọi người là hãy dành những cái thời gian cố định À, giống thể như ăn sáng, ăn uh, trưa, ăn uh, tối Hay là đánh răng, rửa mặt Những cái thứ nó thường xuyên, từng tuần, từng tuần uh, Cho những người thân yêu của mình Đặc biệt là con cái của mình Bởi vì con cái rất là quan trọng, đúng không? Thì bây giờ Ninh có chia sẻ với mọi người một uh, tí chút là uh, Bây giờ thì uh, cùng với mọi người sẽ Thưởng thức một cái uh, uh, bài hát của Ngọc Lễ Về gia đình, gia đình có nhiều chủ đề hay đó nên sẽ cùng với mọi người <laughs> à thưởng thức cái bài um, ba ngọn nến à viết cung đô trưởng nào ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng bà ngọn nến lung linh Ha 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 ha, ha. Thắp sang một gia đình Lung linh lung linh tình mẹ tình cha Lung linh lung linh cùng một mái nhà Lung linh lung linh tình mẹ tình cha Lung linh lung linh

là cánh chim đưa con bay thật xa mẹ sẽ là nhanh hoa cho con cài lên ngực ba mẹ là lá chân che chở suốt đời con khi con là con ba con của ba rất ngoan khi con là con mẹ con của mẹ rất hiền một mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền con đừng quên con nhé ba mẹ là quê hương Và đó là cái phần Linh uh, vừa ấy chia sẻ hai bài hát và bài hát là uh, về gia đình của nhạc sĩ Ngọc Lễ uh, và một cái bài hát uh, uh, ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Con cái luôn là tương lai của chúng ta. Và chúng ta hiểu con cái là như nào ạ? Con cái là con cái đầu tiên con cái luôn là báu vật của cha mẹ, Đấy, báu vật của cha mẹ. Bởi vậy thì báu vật thì phải nâng niu, phải gìn giữ. Cho nên sinh ra con mà nuôi con mới là quan trọng, mới là khó. Sinh ra thì rất là dễ, nuôi con. Cha sinh không bằng mẹ dưỡng mà. Dưỡng nuôi dưỡng, à, dạy dỗ con nên người mới là điều quan trọng. Bởi vậy chúng ta phải hiểu con. Đầu tiên con phải là báu vật. Báu vật là thứ quý giá nhất mà của chính cuộc đời của chúng ta chúng ta sinh ra cái kiếp người này chúng ta có con cái để làm gì ạ à? đấy là phản ảnh cái tương lai của chúng ta hình bóng của chúng ta con cái chính là lý do là lẽ sống của chúng ta chúng ta có vươn lên chúng ta có vượt khó thì cũng là vì con vì cái mà thôi đúng không điều thứ ba quan trọng là như này không cần biết là có kiếp sau hay không cũng chẳng cần biết có kiếp sau hay không có thể có có thể không bạn tin cũng được chẳng tin cũng được nhưng có một kiếp sau mà chắc chắn rằng các bạn có thể thấy ngay. Bạn đang chính là kiếp sau của bố mẹ bạn. Trên mỗi tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi nhịp đập tim, mỗi một tính cách, mỗi một nét gì đó của bạn đều mang chứa những phẩm chất, những hình dáng của bố mẹ bạn bởi vì một ngày nào đó bố mẹ bạn có thể mất đi. Nhưng bạn đang là hiện hữu của kiếp sau của bố mẹ bạn. Và chính con cái của bạn cũng là gì ạ là kiếp sau của bạn và người bạn đời của bạn đó là vợ bạn hoặc chồng bạn bởi vậy bạn ứng xử thế nào với cái kiếp sau của mình bạn ứng xử thế nào với cái kiếp sau của bố mẹ bởi vậy thì cái điều đầu tiên là bản thân bạn là kiếp sau của bố mẹ mình bố mẹ mình không bao giờ chết đang hiện hữu ở mình thì mình phải cố gắng phát triển học tập và điều quan trọng nữa là mình phải dạy dỗ cái kiếp sau của mình cũng là kiếp sau của dòng họ mình là con cái mình như thế nào đó chính là câu chuyện là phải gì ạ? nuôi dưỡng à, nuôi dưỡng dạy dỗ cho con thành người tốt thành người tử tế đấy với chính là sứ mệnh của cha mẹ nhưng rất nhiều bậc cha mẹ chỉ biết rằng à nuôi con đơn giản đi kiếm tiền mày thích học tao cho mày học mày thích chơi tao cho mày chơi mày thích tiền học tao nộp cho mày tiền học và tao còn phải đi cày không có thời gian bởi vậy ngày hôm nay tôi nói luôn với các bạn là nếu các bạn đi bận đến rộn đến mấy hãy chơi cùng con dành một chút thời gian hãy định ra một khoảng thời gian nhất định giống như là đi gặp khách hàng ấy. buổi tối có thể dành vài phút chơi với con một ngày chủ nhật có thể dành buổi sáng chủ nhật hoặc cả ngày chủ nhật để chơi với con chơi với con nghĩa là bạn đang chia sẻ trí tuệ của bạn với con tính cách của bạn với con qua cách chơi với con bởi vậy nhưng rất nhiều người bởi vậy rất nhiều người lại đặt câu hỏi là ô việc không biết là phải dạy dỗ con thế nào thì đây là câu hỏi rất là lớn ngày hôm nay mình cũng bật mí rất nhiều những thứ nhất định phải bạn phải chia sẻ với con cái nhưng có một thứ ba thứ mà bạn phải chia sẻ trên từng chủ nhật bộ chủ nhật tuần sau linh sẽ chia sẻ tiếp những nội dung khác nhưng hôm nay nhất định ba thứ này linh thấy là cần thiết các bạn phải chia sẻ cho con cái thì ba thứ này là thứ gì thì linh bắt đầu sẽ cùng với mọi người để tìm hiểu nhá à, tìm hiểu nào mọi người cùng nhìn trên màn hình đây ạ, mọi người có nhìn rõ không ạ, mọi người có nhìn rõ không thì uh, thì uh, uh, mọi người có thể là 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 comment vào đấy cho ninh, uh, comment vào đấy cho ninh như là nhìn uh, nhìn rõ được, Vâng mọi người có nhìn rõ cái slide này không ạ? Mọi người có nhìn rõ slide này không ạ? Đây, mình cũng lại theo dõi trên, trên đây luôn ạ. À. Mọi người có thể chat vào là nhìn rõ được ạ. À. Bởi vì cái này thì đang làm ở cái chiều ngang cho nên là mọi người có thể khó nhìn được ạ. À. Xoay ngang điện thoại ra, mọi người có thể xoay ngang điện thoại điện thoại ra. Ba thứ nhất định phải dạy con ạ. À. À, rõ rồi ok rất rõ rồi ok rồi thứ nhất thứ nhất là gì ạ thứ nhất thứ nhất là chúng ta phải dạy cái nết người ta gọi là cái nết đánh chết cái đẹp mặc dù cái đẹp nó chả có thù hận gì với cái nết cả cái đẹp nó chẳng có liên quan gì hoặc là Uh, là là trêu chồng hoặc là hiềm khích gì với với cái đẹp à cái nết và cái đẹp đó đó là hay nói vui là như vậy cái nết nó vẫn cứ đánh chết cái đẹp bởi vì cái nết nó quan trọng thế thì cái gì cái gì cần phải dạy con đầu tiên thì phải dạy cái nết ăn đầu tiên ăn là một cái gì một cái văn hóa mà theo suốt cuộc đời của một con người nhưng rất là đen là như này ở trường có dạy là tiên học lễ hậu học văn cái lễ ở đây là gì ạ à? là cái văn hóa nhưng cái văn hóa ăn là lại là một cái văn hóa mà ít người để ý để ít người để ý và tập trung quá nhiều vào việc à và gì ạ à? học các cái kiến thức mà bỏ quên đi một thứ đó là dạy con ăn thế nào cho đúng nên các cụ nói là gì ạ à? học ăn học nói học gói học mở đúng không ạ à? ăn nó là thể hiện cái tính cách của con người nói nó thể hiện cái kỹ năng của con người gói nó thể hiện cái cách cho đi của một người và mở thể hiện cái cách nhận thì hôm nay Ninh sẽ chia sẻ cho mọi người cái nết ăn là như thế nào cái nết ăn thì cái nếp ăn thì cha mẹ ông bà hiện nay trong thời xã hội đầy đủ mà chúng ta có thiếu gì đâu thích ăn cái đùi gà thậm chí 10 cái đùi gà cũng được nhưng hiện nay thì các gia đình hiện đại và các gia đình ở thành phố thì đang thương con cháu yêu con cháu không đúng cách không đúng cách vì sao ạ? Vì mọi người quá tập trung vào việc dinh dưỡng cho con cái mà quên đi giáo dưỡng. Giáo dưỡng, dinh dưỡng là chỉ quan tâm đến những chất bổ, những thứ gì ngon mồm tống tây đầy và mồm ăn cho nó sướng mồm, chăm sóc như vậy và coi như đấy là cách thể hiện tình yêu. Nhưng stop, hãy dừng lại. Đừng quá quan tâm nhiều những thứ tống vào dạ dày để tạo nên những đứa con đứa cháu béo phì ục a à, ục ích. để sau này nó lớn lên nó không thể mặc được áo dài nếu là bé gái và nó nó bị kỳ thị khi mà nó rụt cổ lại béo không mở nổi mắt ra đấy chính là gì à, một phần công đóng góp lớn vô cùng của ông bà bố mẹ của những người chuyên gia nhồi thức ăn vào mồm con cháu và đấy chính là sai lầm tập trung quá nhiều vào dinh dưỡng mà quên đi việc giáo dưỡng giáo dưỡng là những kiến thức về văn hóa những thứ đưa vào trong não chứ không phải đưa vào trong dạ dày cho nên nói luôn là khi bạn tham gia vào học nghĩa là bạn đã tham gia một đại tiệc một buffet dành cho não bộ. Breakfast, một cái bữa ăn sáng không phải là trứng, không phải là bít tết bò, không phải là bò cô bê hay là cái thứ gì. Mà ăn sáng là hãy đặt những thứ kiến thức học được, hãy ghi nó ra và cho nó vào đầu để đồng hành với mình trong suốt cuộc đời. Bởi vậy nên nói là con người chỉ khác con khi ở chỗ. Nhưng hãy, đó là gì? Ngày từng ngày học tập, học tập và học tập. Nếu ăn sáng bàn quan niệm ăn sáng là những thứ ăn cho vào mồm nuốt vào trong dạ dày rồi ăn trưa cũng là những thứ thức ăn ở nhà hàng sang trọng tống vào dạ dày và chiều cũng như vậy thì bạn chẳng khác gì con khỉ cũng giống như thế thôi con người người ta ăn những bữa ăn về mặt kiến thức học từ bạn bè học từ tất cả mọi nơi để trở thành những bữa đại tiệc cho não gọi là party for brain và đấy chính là điều quan trọng và con cái của chúng ta thì khi, khi cái 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 gì ạ cái não của nó có thể nhận được những kiến thức ở dạng đơn giản nhất bởi vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải tập trung vào giáo dưỡng cho con Cái giáo dưỡng đầu tiên dạy cho con ấy Đấy là gì ạ Dạy cho con cách ăn Vì sau này Cái nếp ăn của nó nó thể hiện ngay tính cách Ví dụ như Ăn chỉ biết miếng ngon thôi Ăn chẳng để ý đến người khác Không đúng ý Trong Phật giáo người ta gọi là ngũ quan ấy ạ quá quen với việc nhìn những thứ đẹp rồi, ngửi những mùi thơm rồi, nghe những câu nói hay rồi, thân thể thì thì luôn luôn êm ấm rồi. Thế khi gặp những điều không tọa ý, ví dụ như ăn cái thứ không hợp với mình là dãy nảy lên không thèm ăn. Rồi nghe những câu không ngọt ngào thì dãy nảy lên dỗi, vân 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 vân. Những cái giáo dưỡng như vậy không tập trung dạy thì sau này nó chỉ biết ngon ăn, Miếng không ngon nó không ăn và nó chỉ biết nó thôi. Vậy thì rõ ràng chúng ta đang dạy cho con cái gì ạ, à? cái sự ích kỷ. Con nó chỉ biết nó thôi, chỉ biết ăn thôi Cần gì đến người nghĩ đến người khác Bởi vì mặc nhiên cái miếng ngon nó được chăm sóc Nào là bà gấp, nào ông gấp, là bố gấp, là mẹ gấp Còn những người xung quanh nó không cần biết cảm xúc của mọi người trong ăn hay không Bởi vì cái nết ăn, ăn biết quan sát đến người khác Biết quan tâm đến người khác Biết gấp cho người khác Biết nhường nhịn cho người khác Thì nó có những cái văn hóa ăn ở trên bàn Ăn của Việt rất rất là nhiều nhưng ngày hôm nay chúng ta mà làm cho vài chục cách như vậy thì cái bữa ăn của chúng ta trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng ít nhất hãy dạy con những điều sau. Cái nết ăn của con ấy, hãy dạy con điều thứ nhất đó là gì ạ? Trước khi ăn luôn phải thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ bằng cách mời ông bà bố mẹ anh chị để tham gia vào bữa cơm. Mời vì sao ạ? Ninh vẫn hay hỏi là, cái người mà đi kiếm tiền vất vả, hay người nấu lên vất vả, hay người, người ăn tận tận hưởng là vất vả ai cũng vất vả cả. Nhưng chúng ta phải biết ơn ạ, à. biết ơn làm sao ạ? À? Người đã kiếm được thức ăn cho chúng ta, người đã nấu lên cho chúng ta và đấy là trật tự về mặt văn hóa. Chúng ta ăn văn hóa trước khi ăn những thứ tấu vào bụng. Bởi và vậy thì sau khi mời xong thể hiện lòng biết ơn rồi, giống như những người công giáo đấy, họ thường hay là là đến bữa ăn thì họ cảm ơn cảm ơn gì ạ à? chúa đã mang thức ăn cho họ đúng không còn gia đình của chúng ta thì chúng ta không theo đạo thì chúng ta cũng phải cảm ơn bố mẹ ông bà đã gì ạ à? cho chúng ta được bữa ăn này bằng cách là con mời bố ăn cơm con mời mẹ ăn cơm và nhìn vào đấy chứ không phải là con mời bố ăn cơm nhìn bát mắm con mời mẹ ăn cơm nhìn chằm chằm mà cái đùi gà đó không phải là cái cách văn hóa đầu tiên là văn hóa mời sau đó là văn hóa ăn thì tư thế ngồi ăn rồi đến gấp rồi đến nhìn tất cả mọi người rồi nhai rồi nuốt tất cả những thứ như vậy nó bộc lộ hoàn toàn tính cách nhưng cái kỹ năng ăn uống và văn hóa ăn uống này nó lại như này là thứ mà ngày nào chúng ta cũng hành thực hành nó ít nhất là 3 đến 5 lần trong suốt cuộc đời của một người mà mọi người cứ thử nghĩ xem một năm mọi người có 1.000 lần ăn 365 ngày nhân với ba bữa 1.000 bởi vậy thì 10 năm là 10.000 đúng không thì chúng ta có 10 năm có 70 cho đến 80.000 lần ăn như vậy đi theo suốt cuộc đời mình mà không mấy khi chúng ăn một mình ăn với những người khác bởi và cái việc này nó rất quan trọng chúng ta cần phải gì ạ rèn rũa cho con cái nết này bởi vì sau này có thể cái nết ăn nó phản ánh tính cách và làm cho con cái chúng ta bị thất thiệt trong các mối quan hệ thế thì học ăn xong rồi thì phải học nói học ăn là thể hiện tính cách học nói là về học cách bộc lộ gì ạ bộc lộ các cái quan điểm những cái mong muốn của mình với những người khác đấy là học nói bày tỏ nói ra nói lời yêu thương với bố mẹ nói lời biết ơn với bố mẹ nói những điều mà mình không đồng ý phản biện lại bố mẹ ông bà thầy cô cứ là gọi là cãi lại đấy trong một web đấy. cãi lại đây hay là phản biện mà một, một cách có văn hóa đấy chính là học nói học ăn trong rồi học nói thì hai cái thứ đầu tiên đều từ cái cái gì ạ à? cái đài phát thanh này từ cái cái mồm này, này hai trong một này học ăn hoặc nói đều từ đấy cả Thế thì dạy con học ăn, học nói xong rồi tự Mỗi gia đình đưa ra những cái quy định về ăn uống đơn giản nhất để cho con hiểu Đúng không ạ? Thì, thì đấy là một Thì nên như học là ví dụ như là một số quốc gia truyền thống như Nhật Bản Hay là ví dụ như là Hàn Quốc Thì cái, 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 cái tính truyền thống họ để cao hơn rất là nhiều Ví dụ trong bữa ăn có ông bà, có bố mẹ Thì khi ông bà, bố mẹ chưa động bát, động đũa là con cái không được gắp Ở đây nhiều nhà thì á Chiều con tống luôn vào mồm ăn luôn rồi chén luôn không cần biết và những văn hóa ở những nước như Hàn Quốc và Nhật Bản ấy, khi mà ông bà chưa đứng dậy thì con cái không có được đứng dậy đâu nhá ông bà chưa đứng dậy thì con cái không được đứng dậy dẫn đến cái văn hóa dẫn đến việc gì ạ sau này chúng ta trưởng thành to lớn chúng ta đi ra ngoài chúng ta quan hệ làm việc trong bữa ăn tiếp khách hoặc là ngồi với lại chủ tịch cơ đồng hoặc chị hay ngồi với với lại tổng giám đốc thì cái người chủ người ta chưa đứng dậy mình đã đứng phải dậy đi ra ngoài người ta chưa ăn mình đã ngồi gặp mình ăn rồi đấy nó thể hiện cái văn hóa ngay ạ nếu như chúng ta ở trong một gia đình có truyền thống biết trật tự trên dưới biết là người lớn tuổi gấp rồi mình mới gấp biết là người lớn tuổi rời khỏi bữa cơm thì mình mới rời thì sau này ý, cái văn hóa uống ăn uống của các bạn ý, thể hiện ngay ở cái việc ở trong ở trong cái lúc giao kết công việc ý. bạn ngồi với đối tác ý, thì bạn mời họ ăn trước hoặc họ bạn ngồi với ông chủ thì mời ông chủ ăn trước ông chủ còn chưa chưa đứng dậy thì chúng ta còn chưa đứng dậy đấy vì chúng ta có ngồi cùng thì chúng ta để phải, phải đấy là sự tôn trọng chứ không? mà ăn thật nhanh chén thật nhanh khẩn trương rồi té thì đấy là không phải thế thì học ăn học nói cũng rồi còn tiếp theo là học gói học mở học gói học mở là gì ạ học gói học mở là thứ rất quan trọng nên chia sẻ cho mọi người là học gói học mở đầu tiên phải học gói của cho không bằng cách cho cái sự trân trọng ấy một cái người mà mình muốn cho họ một cái gì biếu họ cái gì tặng họ cái gì đấy thì mình phải biết là cái cách gói như thế nào để làm sao ạ để gói ghém như thế nào để cho họ cảm thấy tôn trọng họ đấy là cái ý rất quan trọng về cái cách cho dạy con là như thế chứ không phải là cho ném bô vào mặt hay không phải cho là 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 cứ vứt vào đấy muốn nhận thì nhận cho nó phải có cách cho phải có văn hóa cho cái thứ hai học gói còn một cái ý nghĩa rất quan trọng nữa là gì ạ à? học được chúng ta giống như cái ten ấy ở một giây thì chúng ta có một nghìn thông tin vào não nhưng chúng ta chỉ thu nhập được có một thông tin thôi thì thông tin đấy là gì ạ chúng ta phải biết học phải gói ghém phải cất những kiến thức đi giống như cái buổi chia sẻ ngày hôm nay có ba thứ nhất định bạn phải dạy con thì các con nó học được cái điều gì gói ghém lại vào trong não của mình được cái điều gì mới là thứ quan trọng vì ngoài kia thì thông tin Hiếu rất là nhiều mỗi người nói một kiểu rồi con nó nhìn thấy rất là nhiều thứ nhưng gói vào đầu cái gì ví dụ như này ở bên nhật ấy, thì mình có nghe câu chuyện là khi người mẹ dẫn con ấy, dẫn con cái đi qua một cái cửa hàng sách toy nghĩa là cái đồ cái đồ chơi của người lớn đấy thì Uh, thì, thì người con ấy biết là gì biết là đây là cái này dành cho người lớn cho nên là nó không thèm nhìn nó đi theo mẹ và mẹ nó giải thích nó từ rất là sớm hoặc là khi con ấy nó vào một cái website một cái web đen thì nó biết đây không phải là thế giới của nó và nó tránh đi thế thì nó gói ghém được những điều về mặt nguyên tắc đâu là giới hạn lãnh thổ và kiến thức nó được xem và đâu là thứ nó không được bàn luận không được xem thì học gói chính là học biết được lãnh thổ kiến thức của mình thì dạy con là phải dạy cái cái học gói đấy học cách cho như thế cho con tự mua quà sinh nhật tặng cho ông bà bố mẹ cho con tự gói cho con tự viết những lời đấy thế chính là học gói và cuối cùng là học mở học mở là gì khi mà bạn tin nhìn thấy con của bạn nhận món quà sinh nhật mà không cầm hai tay từ người lớn tuổi hơn về nhà cầm xé toạc ra ngay xem nó là cái gì bạn không dạy con cách mở như vậy trân trọng những gì người ta trao cho bạn thì bạn đã bỏ quên đi một thứ văn hóa cực kỳ quan trọng cho con đó là cách học mở. Học mở ở đây nó thể hiện được cái văn hóa nhận. Và nên đề cao cái văn hóa nhận này này, văn hóa nhận của một người còn quan trọng hơn là văn hóa cho. Bạn có biết bí mật của việc nhận là gì không ạ? À? Bí mật của việc nhận là bạn phải đủ tâm thế, đủ văn hóa, đủ rộng lượng bạn mới có thể nhận được từ những người cho. Bây giờ bản thân như bạn cho một người nào đó mà người ta nhận một cách hời hợt hoặc không ghi nhận và không thích thú, tôi cá rằng không bao giờ lần sau bạn cho nữa. Đúng không ạ? Nhưng người ta cho bạn một thứ là bạn nhận sự quan tâm là chính này, còn ngoài ra những vật chất thì đó là một chuyện thứ hai. Bởi vậy thì hãy nhớ một điều rằng việc văn hóa nhận, học cái cách nhận từ người khác lại là một thứ học vô cùng quan trọng mà chúng ta thường bỏ qua. Bởi vậy, học nhận cũng là một thứ cực kỳ tuyệt vời mà chúng ta cần phải bắt đầu từ ngay chúng ta. Thì rất nhiều bậc ông bà À, khi mà nhận quà của con hay nhận tình cảm của con cháu thì cứ ui giời cái này tao đầy ui giời thôi thôi Úi giời ui giời như thế lần sau được một lần hai lần ba lần con không bao giờ cháu không bao giờ nó đặng nữa vì mọi người phải, phải thấy rằng là tám chín mươi cái quà mà, mà con cháu tặng cho ông bà hay con cái tặng cho bố mẹ đó là tình cảm là sự quan tâm đúng không ạ chứ không phải là cái món quà vật chất hữu hình đó nếu chúng ta nhận chúng ta cứ thử tưởng tượng hai người mà cứ qua lại nay người này biếu cái này người kia lại biếu lại cái hai người cái tần suất mà quan tâm với nhau cho và nhận nhiều như vậy thì họ sẽ rất là gắn kết và yêu thương nhau như những người cả đời trả cho nhau cái gì bởi vì là bầu cho người đấy người ta có trân trọng mà cho thế thì rõ ràng ở đây cho nhận và gói mở là những thứ cực kỳ quan trọng thì đây bây giờ các bạn hãy viết xuống những điều mà các bạn cảm thấy à, tâm đắc rất là thích thú hãy viết và comment ở bên dưới để nên nhìn thấy nhá À, và bây giờ chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở Xong rồi đúng không Thì bây giờ chúng ta sang một cái nội dung thứ hai Đấy là bây giờ chúng ta điều thứ nhất là dạy con cái nét rồi ạ Điều thứ hai mà Ninh muốn chia sẻ với mọi người Là hãy dạy con Hãy dạy con một cái thứ Gọi là tính gì ạ? Đây mọi người cùng nhìn ạ Học, hãy dạy cho con cái tính chủ động ừ, Cái tính chủ động là cực kỳ quan trọng à, Ninh trích đoạn thế này Rất nhiều ông bà, bố mẹ khi nhìn thấy con ngã vội vàng lao ra đánh chừa cái đất vội vàng lao ra và lu loa đến đồ tại anh ấy tại chị đấy rồi nâng con nâng cháu dậy và rồi vỗ về rồi ôm vào lòng ok việc đó xuất phát từ tình yêu thương rất tuyệt vời và chỉ có con người mới thấy cái việc đấy là nó thực sự giá trị thế nào Bài học về tình yêu thương của ông bà, cha mẹ khi mỗi khi nhìn thấy người thân, chị ngã, là em vội vàng nâng đỡ nhau đấy là điều rất tuyệt vời nhưng chúng ta làm hành động đó là ninh vẫn nói là chúng ta làm hành động đó chính là chúng ta vô tình trở thành những kẻ cướp của thời hiện đại chúng ta cướp đi cái quyền tự đứng dậy của con cháu cướp đi cái quyền tự vượt qua khó khăn của con cháu bởi vì sau này nó ngã nó sẽ ngách mắt lên vừa khóc vừa nhìn ối bà ơi ôi bố ơi mẹ ơi nó chờ đợi một cú nâng từ người khác và khi chúng ta lớn lên chúng ta mở doanh nghiệp Thì chúng ta nhìn thấy nhân viên không làm được Chúng ta cũng ra chúng ta làm hộ họ luôn Và chúng ta cướp đi cái quyền tiến bộ của nhân viên Và những kẻ cướp như vậy thì không bao giờ Bị người ta bắt hay xử lý Và vậy nhưng chúng ta nên mới chốt trở lại Là chúng ta đang yêu con, yêu nhân viên Thương con, thương nhân viên, thương cháu Không đúng cách Bởi vậy thì đâu là đúng cách Đâu là đúng cách Nếu như khi con cháu ngã ok hãy đến bên cạnh nếu cú ngã đấy là bình thường hãy đứng bên cạnh và nói rằng cháu của bà rất giỏi con của bố rất tuyệt vời hãy đứng dậy nào ngày xưa bố ngã này rất nhiều nhưng bố tự đứng dậy đứng dậy khích lệ động viên con có thể cầm vào tay con nhưng không kéo con dậy và con tự đứng dậy và biểu dương khen ngợi con đấy chính là hỗ trợ luôn cùng con để vượt qua mọi khó khăn điều đấy mới là quan trọng vì cú ngã mà tạo cho con một thứ sự chờ đợi sự phụ thuộc là đang tạo cho con một tính cách cực kỳ nguy hiểm vì sau này con nó lớn lên đến tuổi tin đúng không 12 tuổi đến 14 tuổi là tuổi chống đối nó phản đối nó chiến đấu với bố mẹ 14 đến 16 tuổi nó là gì ạ à? tuổi mơ hồ nói gì cũng chẳng biết 16 đến 18 tuổi là tuổi cách tôi tôi là quả đất tôi là nhân vật chính cho bộ phim bởi vậy chúng ta dạy con cực kỳ khó nếu chúng ta không dạy con trước 12 tuổi thì cực kỳ là khó. Bởi vậy dạy cho con tính chủ động là muốn cái gì? Phải tự hành động chủ động để đạt được điều đó. Đúng không ạ? Ví dụ đi đi ăn uống mà ngồi mà thiếu chai tương ớt thì cứ ngồi chờ ông nhân viên, hãy đứng dậy, bảo con đứng dậy, con vào kia, vào ông kia lấy chai tương ớt ra mà dùng chứ đừng có chờ đợi. Để rèn luyện cho con nghề, con muốn đạt được điều gì hãy chủ động hành động để đạt được điều đó. Đấy chính mới là cách thương con và yêu con đúng cách. Bởi vì trên đời thì chỉ có hai loại người thôi, một loại người làm thuê, gọi là dạo mệnh lệnh và một loại người nhẫn mệnh lệnh để đi làm thuê cho người khác thằng nào ở trên đời chẳng muốn làm tổng giám đốc chẳng thằng nào thích làm tổng giám đốc cả đúng không tổng giám đốc là đi sau đít người khác người ta bảo đi rẽ trái thì rẽ trái bảo rẽ phải thì rẽ phải sống cuộc sống như vậy nó nhàn não nó quen rồi cuối cùng vì sao phải nhàn não bởi vì khi sinh ra bố mẹ ông bà chúng ta làm hết cho chúng ta rồi đúng không ngã còn có người nâng dậy cơ mà ăn còn có người bảo há mồm ra đút vào mồm cơ mà đúng không gấp còn có người gấp cho cơ mà bởi vậy thì không bao giờ các bạn con các bạn có tính chủ động được khi không có tính chủ động thì chắc chắn sẽ làm người nhận mệnh lệnh từ người khác còn lâu mới làm được tổng giám đốc của chỉ làm tổng giám đốc thôi và sau này con nó lớn lên con nó yêu đúng không cái gì nó cũng là, là nó tỏ ý rồi cái gì đòi hỏi là được rồi đúng không cái gì khó khăn là có người khác là nâng đỡ rồi giống như kiểu như là à, không phải lo rồi lúc nào có người là cần phép thuật là giúp cho ngay truyền khi độ yêu mà người khác không yêu nó làm sao nó mới sinh ra ấy, cái chán trường sinh ra cái 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 vượt quẹ sinh ra cái suy 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 giảm về mặt tinh thần, cái mất động lực vân vân mà nó không thể đứng lên được bởi vì đứng làm sao được? Khi bé bố mẹ cướp phăng cái quyền tự đứng dậy thì còn làm sao mà đứng được? Và vậy thì cú ngã cuộc đời ấy. khi gặp gian nan, gặp tình yêu, gặp khó khăn, em những thứ làm cho bạn phải vấp ngã trong cuộc đời, đừng bao giờ nghĩ rằng nó tự đứng dậy được. Xin lỗi mọi người nên nói như thế này này, nếu ngày hôm nay mà ai đó mà ngã thì hãy tự đứng dậy thì không đứng dậy được còn túm tóc mình kéo mình dậy còn không ấy nằm mà đấy mà rên rỉ mà chờ người khác dậy đi qua ấy thằng nó chửi cho thằng nó dẫm vào mặt thằng nó nhổ nước bọt bảo mày không dậy đi chờ còn lâu cái loại mày ấy thì cứ nằm đấy chết trong nồi thịt kho nhục óm mãi là như vậy bởi vậy điều chắc chắn phải dạy cho con tính chủ động chủ động trong mọi thứ hãy dạy con tư việc nhỏ nhất con muốn đạt được cái này là làm đi con muốn này làm đi hành động đi để đạt được gọi là proactive đó là cái chủ động cái thứ, cái thứ hai cái thứ ba cái thứ ba mà ninh muốn nói tới với mọi người đó là yêu thương yêu thương thì à, một là học về cái nết ăn à, học ăn học nói của bác mở hai là học, học về sự chủ động thứ ba là học về yêu thương à, cái yêu thương này rất là hay này học về yêu thương thì hôm trước là ninh đã chia sẻ rồi đúng không? là giàu người giàu đầu tiên phải là giàu gì ạ giàu trí tuệ thứ hai là giàu yêu thương thứ ba mới là giàu tiền bạc vật chất Và vì yêu thương không tự nhiên có sinh ra trong một gia đình mà ông bố bà mẹ mà thực sự không biết yêu thương ông bà Ôi không biết yêu thương những người xung quanh mà rất là duy lý đúng nào chỉ lý lẽ không biết yêu thương thì trái tim của con chỉ là một cái máy bơm máu thôi đúng không không bao giờ suốt ngày nó sống bằng lý trí không bao giờ có cảm xúc về tình cảm bởi vậy thì dạy yêu thương yêu thương bắt đầu ở môi trường của yêu thương cho nên là khi mà cái bộ phim cô dâu 8 tuổi thì cái bà cụ già bà nói một câu là con ạ à, trái tim nếu chứa đựng hận thù thì giống như con đựng trong tim mình những cái kim và con sẽ là người đau trước đúng không Thế nên mình mới kể mọi người câu chuyện về sự yêu thương. Yêu thương là thứ vô cùng quan trọng. Yêu thương là như này. Yêu thương là, là gì ạ? Muốn gắn kết với người khác. Muốn đồng hành đi cùng người khác trong sự đoàn kết. Đấy là yêu thương. Còn nếu ngược lại yêu thương là ghét bỏ. Không, con ghét không thích chơi với đấy. Không chơi với ông đấy. Không chơi với bà đấy. Phát xít. Vân vân và vân vân. Đấy thì cái yêu thương nó nghèo dần, nghèo dần lại, nghèo dần lại. Và nó nhỏ như cái cốc nước này. Còn những người yêu thương cả động vật yêu thương cả thế giới yêu thương cả người xa lạ họ mênh mông như đà đại dương thì ninh kể mọi người một câu chuyện thế này có một sư phụ đi cùng với một đệ tử và nói vì đệ tử này thì vốn dĩ rất là hẹp hòi và ông muốn dạy cho đệ tử một cái à, một cái đức tính đó là yêu thương rộng mở bởi vì nếu không yêu thương rộng mở bạn sẽ khó có hạnh phúc và bạn cứ đong đầy những cái thù hận Bạn cứ đong đầy những danh sách những cái thằng uh, thằng mà bạn cay cú tóm lại là có một cái quyền sổ thù vặt nó dày như thế này. Ngày này giờ này thằng chó này mày mày nói câu này với tao, mày comment câu này lên Facebook với tao, mày nói xấu tao cái điều này, mày chết với tao, bố mày thù mày đến già thì tất cả những cái thứ như vậy chỉ làm cho bạn đau khổ mà thôi. Và vậy thì ông sư phụ mới dạy cho đệ tử là thế này, con ạ. À, đây là một cốc nước trắng. Và bây giờ thầy sẽ đổ một Thìa muối vào. Xong thầy ngoái đều lên. Con uống thử xem một thìa xem nào. Con uống nhân mặt. Ui mặn quá thầy ơi. Mặn quá. Ừ, thầy cười. Được. Nếu như trái tim con cứ nhỏ thế này. Thì con không rộng mở ra. Thì tất cả những sự cay đắng. nghiệt ngã. Xấu xa ở cuộc đời. Giống như mặn chát của một thìa muối. Vào trong trái tim con. Thì con mà uống hết cốc nước muối này. Liệu con sống thế nào? Có đau khổ không? Rất đau khổ. Ngày hôm sau. Sư phụ lại mời đệ tử ra trước một cái hồ nước rất rộng, chỉ rộng vòng tay ra nói rằng con ạ, à, hãy dùng một thìa muối to hơn đi, hất xương hồ, sau đó múc một cốc nước lên uống. Con có thể mạn không? Không. Trái tim của con nếu rộng mở như một chiếc hồ này, thì chắc chắn rằng sự ngọt ngào vẫn đến với con mà không bao giờ con nhận được sự cay đắng và nghiệt ngã của cuộc đời. Bởi vậy việc đầu tiên không phải mở rộng tầm mắt của mình, không phải mở rộng cái gì mà mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương là thứ tuyệt vời nhất Mà Ninh vẫn nói rằng Ninh mong ước con cái của mình sau này có một bộ não của một doanh nhân Và một trái tim của một đạo sĩ Biết yêu thương cả người xa lạ Tuy nhiên phải yêu thương bố mẹ, ông bà và những người xung quanh trước Trái tim sinh ra để yêu thương, không phải để hận thù Điều đó là điều rất quan trọng và Vậy thì ngày hôm nay Ninh cứ chia sẻ ba thứ nhất định bạn phải dạy con Một, đó là dạy con cái nết Học ăn, học nói, học gói, học mở Thứ hai là phải dạy con tính chủ động. Ví dụ đến giờ học là không phải dục phải học, đến giờ ngủ dậy là phải tự thức dậy, đến giờ ăn sáng phải tự nấu ăn sáng phải tự 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 cái cụ tên là vũ văn tự đấy là tự chủ động phải làm. Điều thứ ba cần phải dạy con đó là tình yêu thương. Khi mà mọi người biết được yêu thương, tha thứ và chấp nhận người khác thì xung quanh của mọi người là một hồ nước ngọt đầy dẫy như tình yêu chính những điều này sẽ làm cho con chúng ta thành công từ hạnh phúc và ninh rất là mong tất cả chúng ta những uh, hãy cùng nhau làm sao hãy cùng nhau để dạy dỗ cho con đúng cách thương con đúng cách ạ để làm sao để cho con của chúng ta có được cái tam giác của một, ba thứ thứ một là cái nết thứ hai là sự chủ động thứ ba là gì ạ yêu thương thì uh, uh, bây giờ thì mọi người uh, uh, có thể viết những cái điều tuyệt vời như thế này mà học được và quyết tâm sẽ hành động và dạy dỗ cho con và mọi người hãy chia sẻ video này cũng như là giúp Linh làm được một việc tốt. Bởi vì video này mà đến được với ông bà, bố mẹ rồi tất cả mọi người thì chắc chắn là Ninh cũng sẽ tích được một chút phúc để chia sẻ được cho mọi người để cho mọi người mỗi một gia đình tiếp cận được kiến thức này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, con cái sẽ yêu thương ông bà và chủ động đạt được những gì mình muốn. Và nếu như mọi người muốn nhận tài liệu này thì hãy tham gia vào nhóm group mà ninh sẽ chat ở dưới đây, uh, chat dưới đây và đây là những cái nội dung mà mà ninh luôn luôn để ở file pdf khi mà những người vào trong group và uh, xây dựng thương hiệu Việt của ninh sẽ nhận được các cái video và tài liệu miễn phí. Đấy, uh, ở đây thì ninh nhìn thấy xin chào Hiền Lê, xin chào anh uh, Phú An An, uh, chào uh, uh, Minh Hiếu Smart Home, đúng không? Uh, chào tất cả mọi người, ninh nhìn đến đây rất là nhiều. Thì uh, những cái buổi chia sẻ nên cứ cái ngày chủ nhật thì nên sẽ chia sẻ rất nhiều nội dung à, thậm chí có thể cùng với con cái có thể hát hò à, rồi chia sẻ những nội dung về gia đình. Và đặc biệt là những anh chị nào mà muốn con mình tham gia vào câu lạc bộ giám đốc nhí. Ấy, thì hãy đăng ký uh, sớm với Ninh để thì hàng tháng đi có những cái buổi chia sẻ để cùng con để dạy cho các con một cái uh, uh, kiến thức uh, nền tảng vững chãi đi vào bước vào đời mà không cần thiết phải đi du học nhưng điều đặc biệt ninh chỉ chia sẻ nếu như con cái của các bạn được các bạn đưa đến học cùng bởi vì ninh huấn luyện là huấn luyện cả bố mẹ và ông bà chứ không dạy con không nếu chia sẻ cho con không mà không chia sẻ với ông bà bố mẹ thì chúng ta sẽ không nghĩ giống nhau và chúng ta sẽ không cùng sửa được bởi vậy thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hãy chia sẻ video của ninh hãy comment những điều tuyệt vời của ninh hãy mời những người bạn của bạn vào để được học miễn phí mỗi ngày của ninh Uh, cảm ơn tất cả mọi người Hẹn gặp lại vào tối nay và ngày mai Ninh sẽ bắt đầu tắt video nhé See you again